Thiên nhỏ và thiên chia sẻ hai tiếng nên nhớ chị xa đi theo cho cũ.
thế trong chia nó tua lại trong nó tốt một lời thọ cỏ trong nhà trồng gì trong nó trồng chứ là do trồng tu sinh sài chế thua linh sửa tu chế cái nó cá nhau trồng một lá phá lò một ca một tóc phá một phủ nắng ho một cầu sơ phát cho nó sơ chế cái trong chia của nên sẽ để cho quả nên chỉnh để chờ cũng đang xí tua không để nó đây đấy cái đầu ly của tua con nó thế ít mò mà đi tua sao này nhở là của dân ở trong chia tua